Xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh ha. Hôm nay kênh chia sẻ với quý cô chú anh chị về món sườn cộng gam mặn ha. Món ăn này mình ăn kèm với cơm trắng và các cái loại món canh ngọt thì rất là thơm ngon. Cả nhà thấy mình mới nấu xong thì nó rất là thơm ngon ha. Để làm cái món ăn sườn gam mặn này như thế nào thì các cô chú anh chị mà thích cái món ăn này thì hãy cùng mình vào bếp và thực hiện nấu món ăn này nha. Xin mến chào cả nhà quay lại kênh. Hôm nay kênh chia sẻ đến cả nhà một món ăn, đó là sườn gam mặn. Để nấu món ăn sườn gam mặn thì ở đây có chuẩn bị 600g sườn non ha. Ở đây mình sử dụng là sườn cộng nè, mua ở ngoài chợ về đó là mượn người ta chặt sẵn luôn ha. Về mình chỉ cần rửa sạch qua nước muối thôi. Sử dụng sườn non ha. Sườn non, sườn gam mặn nó có răng như thế này ha. Và hành ha, vài tép tỏi với chế ớt. Và ai thích ăn cay thêm thì mình sẽ dùng tiêu ha. Trước tiên thì mình sẽ đi ớp sườn này. Sườn này khi mà mua về thì mình rửa sơ chế qua nước muối rồi ha. Rồi mình ớt vào đây là một muỗng hạt nêm chai cà no ha. Một muỗng này là tương đương chỉ có 4g thôi. Rồi ớt vào đây thêm một xíu muối và một ít hạt bột ngọt. Để sườn gam mặn thì nó có vị mặn mặn ngọt ngọt ha, nên mình sẽ để thêm một ít đường cho vào đây, 2 muỗng đường nha. Và một ít nước mắm ngon. Rồi mình ớp vào đây 2 muỗng nước mắm ngon ha. Mình sử dụng là nước mắm Quốc Hải nè. Thêm một ít nước màu tự hắn ha. Sau đó mình sẽ trộn đều thịt này lên, ớt tầm cỡ khoảng 15 phút đến nửa tiếng ha, cho thịt của mình thấm gia vị. Để cho thịt mình ngấm gia vị thì mình đi sắc hành ha. Hành đó thì mình cắt thành những cái khúc nhỏ thôi. Và ớt thì mình sắc những cái khoanh nó dài dài chút xíu. Ai ăn cay thì đãi ớt nhiều ha, còn ai ăn ít cay thì mình đãi ớt ít thôi. Sau khi thịt của mình ướp xong khoảng nửa tiếng ha, thì mình bắt cái chảo lên, mình để cho chảo thật là nóng.
Sau đó mình sẽ để dầu ăn vào ha. Mình để dầu ăn nhiều vào một chút nha. Mình bắt cái chảo dầu lên ha. Mình đợi cho dầu nó sôi bằng cách là mình thử cái đầu đũa vào trong cái nồi dầu của mình á. Mình thấy ngay đầu đũa nó bắn lên những cái giọt ti 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 á, thì dầu mình đã nóng lên này ha. Bây giờ khi mà dầu nóng thì mình sẽ để vào đây một muỗng bột ngăn ha. Để trong quá trình mà mình chiên á thì dầu nó sẽ không bị văng mỡ, văng dầu mỡ ha. Rồi mình quậy đều ra, đặng cho phần bột này nó tan ra nha. Sau khi bột này nó đã tan hết rồi, mình để thịt vào đây mình chiên. Mình để hết phần thịt của mình hết đó, để cho mình chiên nha. Lúc này là mình không có sợ bắn văng dầu mỡ nha. Mình chiên cho thịt nó hơi vàng lên là được. Rồi bắt đầu những cái thịt đó nó đã vàng lên như thế này ha. Rồi thì mình sẽ hớt ra. Rồi trong một cái gỗ, một cái đĩa hay là một bất cứ một cái nào mà mình để đựng đựng nha. Rồi mình bắt chảo này xuống. Mình dùng một cái chảo khác ha. Mình để cái phần dầu mà hồi nãy mình chiên đó, mình để lại vào ha. Này mình mở lửa nhỏ thôi, mình để tỏi vào để mình phi lên cho nó thơm. Khi tỏi này đã vàng đều nè, mình để phần thịt.
mà mình chiên lúc nãy đó mình vào ha. Sau đó cái phần hướng đó, mà mình đã ớt lúc nãy đó mình để vào luôn. Khi sườn gam của mình á, bắt lên gam ở cái lửa nhỏ vừa thôi ha, thì mình gam tầm cỡ khoảng 10 phút ha. Thì những con sườn của mình á lúc này á nó rất là ngon nè. Và khi mà mình làm cách này thì có bọt á, thì mình sẽ hớt bọt nha, nhưng mà mình đã chiên qua rồi nên là mình khi mà mình gam lên á là không có bọt nữa. Thì mình nếm gia vị lại xem coi vừa ăn chưa. Rồi tất cả gia vị của mình thêm lúc nãy là đã vừa ăn rồi, nên là mình không cần để thêm nguyên liệu gì nữa ha. Ai thích ăn sạch hơn thì mình sẽ kho sạch hơn chút nữa nha. Còn nếu đã ăn như vậy là đã vừa rồi thì mình để hành vào. Cả nhà nào thích ăn cay thì mình để thêm tiêu ha. Có tiêu nữa thì ăn rất là ngon. Mình ăn kèm với cơm trắng với các cái món canh ngọt mà mình thích.